À, xin chào các bạn, thì đây là mình đang đưa ra hai dòng máy. Dòng máy thứ nhất là iPhone 15 Pro Max trên đây. Đây là phiên bản gọi là Titan trắng nha. Rồi một phiên bản thứ hai gọi là iPhone 16 Pro Max. Đây thưa các bạn. Thì đối với dòng máy này hiện tại cũng đang là máy VN nè, thấy chưa? Và máy này là hiện tại là mình đang đưa ra gọi là chuyển gọi là đập hộp iPhone 16 Pro Max, cũng giống như là chuyển dữ liệu từ 15 Pro Max sang 16 Pro Max để mời các bạn sẽ cùng xem. Đó, thưa các bạn. Thì đây là một dòng máy mà được coi là mới 100% nguyên siêu và chưa ắc ti. Đó. Thì đây là cũng là một phiên bản nếu như mà năm trước á thì phiên bản Titan gọi Titan tự nhiên hoặc là Titan trắng, thì đây là một trong những Titan gọi là hot của iPhone 15 Pro Max. Nhưng mà sang phiên bản của 16 Pro Max thì đây là một phiên bản gọi là đồng sa mạc ha. Đó, vàng sa mạc. Thì đây là phiên bản là chúng ta nhìn thấy trên đây nè. Nó sẽ có về phiên bản này nó sẽ sang gọi là mới và là cao cấp, và cũng một trong những cái màu gọi là hot nhất hiện nay ở thị trường Việt Nam ha. Thì thưa các bạn, thì hôm nay mình sẽ khui siêu và cũng giống như là đập hộp về iPhone 16 Pro Max, mời các bạn sẽ cùng xem. Và đây mình cũng chỉnh dữ liệu trên đây để mời cả nhà chúng ta xem, nếu chúng ta có máy chúng ta sẽ chuyển trên đây như thế nào. Thì đầu tiên ở đây là mình sẽ có về siêu nè, mình sẽ xé siêu trên đây ha, mời cả nhà chúng ta thấy nè. Đó, xé siêu đây. Đây, đây là những cái siêu của màn hình nè, xé ra nè, thấy chưa? Rồi tiếp tục đây nữa nè, hai siêu đây, mình cũng xé luôn. Rồi đó, đây là hai siêu xé ra rồi, thì đồng nghĩa là máy này cũng đang gọi là được bóc tem rồi ha. Đây còn hai tem đây, mình sẽ cắt luôn. Đó, 1 2. Thì thưa các bạn, bây giờ các bạn sẽ xem phía bên trong nó sẽ có gì trên đây ha. Đây là 16 Pro Max đây. Đó, đây. Thì ở trong như thế này, chúng ta sẽ xem về đầu tiên là cái hộp nè. Cái hộp đây, màu vàng sa mạc đây. Đó, máy thì đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra coi là về chức năng và ngoại hình có cấn móp gì không. Nếu như mà có trường hợp cũng không may mà nó bị cấn hay là bị sự cố gì đó thì chúng ta có thể đổi một đổi một, với điều kiện là chúng ta phải quay lại màn hình như thế này. Đây, tiếp tục. Và đây là sợi cáp. Cáp đây là cáp iPhone 16 Pro Max. Các bạn thấy không? 16 Pro Max ha. Thì đây sẽ có về cáp nè. Hai đầu taxi. Thấy chưa? Và cây giật sim, quay giật sim ở đây. Đó. Và đây chúng ta sẽ nhìn thấy trên đây, nó sẽ có về một cái giấy hướng dẫn nè bằng tiếng Việt. Đó, tóm tắt về giới hạn bảo hành của iPhone có ghi trên đây rất là rõ ràng. Đó. Rồi, và trong hộp này thì chúng ta nhìn thấy là cũng không có gì hết ngoài sợi cáp thôi, với cây chọc sim thôi hết. Lý do là dòng máy này là nếu như thị trường Việt Nam sẽ có một cái khe chọc sim, nếu mà thị trường ở bên nước ngoài thì không có khe chọc sim như thế này nha. Các bạn nhìn thấy trên đây thì sơ bộ thì trên đây là mình sẽ khui siêu như thế này. Thì các bạn nhìn thấy trên đây, mình sẽ khui thử nè. Đây. À, đây là siêu đây. Đó được khui ra. Thì mời cả nhà chúng ta xem và các bạn sẽ nhìn thấy được là trên đây mình thực tế và cũng giống như là một máy mình khui siêu và khui hộp ra. Thì trên đây vẫn là một máy mới, vẫn là một máy mà đang chưa được coi như là chưa được ACTY ha. Đó. Thì giờ trước tiên là chúng ta sẽ bỏ máy vào đây. Mình sẽ để đây đi, kệ đi. Rồi tiếp theo, ở đây mình sẽ bật máy lên nè. Bật máy lên. Thì nếu như mà nhìn về cơ bản về mẫu máy iPhone 15 Pro Max và iPhone 16 Pro Max thì các bạn nhìn thấy về bên đằng sau trước đây, hai mẫu máy nè gần như không có sự khác biệt gì hết, đúng không? Nhưng mà đây là một cái là 6,7 inch và một đây là một cái là 6,9 inch nha các bạn. Đó. Thì các bạn sẽ nhìn thấy trên đây về camera. Camera cũng tương đồng, nó chỉ khác nhau về màu sắc nè. Đó, thì thay vì một cái phiên bản là Titan trắng, một phiên bản là đồng sa mạc hiện tại, thì đây là các bạn sẽ nhìn thấy trên đây là mình đang mở lên nè và chọn tiếng Việt nè. Đó, mở tiếng Việt nè. Đây, mở khóa được tiếp tục nè, mở khóa tiếp tục ha. Đó, đây là chính chủ ha, để cho tiếp tục và chuyển dữ liệu qua. Đây là mình sẽ chuyển toàn bộ dữ liệu từ 15 Pro Max và sang 16 Pro Max. Mời cả nhà chúng ta xem. Đây, mình sẽ bắt lại tiếng Việt.
Thì lý do đây là mình lỡ chọn cái nút bấm trên đây thì nó sẽ bị mất thôi. Đây, các bạn nhìn thấy trên đây nó sẽ có gì đây. Chúng ta chọn tiếng Việt, Việt Nam rồi. Đây. Rồi cái làm trên nè các bạn ơi. Đây, Việt Nam đây. Đó. Trên đây mình sẽ mở này lên. Rồi đang cài đặt ngôn ngữ. Thì đây là mục tiêu chính là để mà chuyển dữ liệu từ máy cũ và sang máy mới. Đó, 15 Pro Max sang 16 Pro Max. Chúng ta tiếp tục. Thiết lập không có thiết bị khác. Bắt đầu nhanh nè. Thì đây đang tìm kiếm thiết bị ở gần nè, tiếp tục nè. Thấy chưa? Thì lúc này mình sẽ cho tiếp tục mở và sẽ cho kết nối. Đó. Các bạn nhìn thấy là đây mình để hai máy sát nhau. Và lúc này mình sẽ để camera nè. Nó sẽ quay vào đây. Các bạn sẽ nhìn thấy nha. Và những cái gì mà đang kết nối chuyển dữ liệu từ máy cũ và sang máy mới. Thấy chưa? Thế này gọi là thiết lập iPhone mới, thiết lập cho tôi. Thấy chưa? Và lúc này là coi như là mà cái mã mật mã cho iPhone 15 Pro Max màu trắng thì chúng ta nhập mật mã vào. Có máy này mật mã gì chúng ta nhập lại y chang như thế là được. Các bạn sẽ lưu ý. Sau khi mà mình nhập mật mã xong thì nó sẽ kêu là chờ đợi khoảng chừng vài phút để mà kích hoạt cái iPhone này lên. Thì lý do là một cái máy mới chúng ta chỉ cần không cần nhập Wi-Fi, nhưng mà các bạn sẽ nhìn thấy trên đây nè, nó sẽ thiết lập từ bên đây và qua bên đây. Bên đây là có Wi-Fi sẽ đưa qua hết. Thì cơ bản giữa hai dòng máy này sẽ có những điểm khác nhau một chút xíu. Khác nhau về gì? Các bạn nhìn thấy trên đây một cái máy nè. Đó, 6,7 inch. Mà máy này là 6,9 inch nè. Thấy chưa? Thì lúc này là phiên bản này nó sẽ to hơn, lớn hơn một chút xíu. Đây là coi như cập nhật phần mềm nè, hay cập nhật sau. Mình cập nhật sau đi. Tiếp tục. Rồi cho thầy. Đây. Chúng ta sẽ mở lên nè. Đây, nó hỏi là thiết lập về Face ID hay là quyền riêng tư. Chúng ta có thể lựa chọn trên Face ID. Đây là bắt đầu ha. Đây là chính chủ của mình đây. Đó. Nó cho cái thiết lập đây. Rồi. Thì đây là các bạn nhìn thấy trên đây là đã thiết lập được rồi nè. Là thiết lập với trường hợp là không đeo khẩu trang. Đó, không đeo sử dụng mà. Đây. Đó. Đó, thì đây là chúng ta chỉ cần thấy là những cái dòng máy mới này nó thiết lập Face ID rất là nhanh, cực kỳ nhanh và quét rất là nhanh ha. Thì thưa các bạn, thì đây là nó sẽ đưa ra giải pháp gọi là chuyển dữ liệu từ 15 Pro Max sang iPhone 16 Pro Max ha. Chúng ta chọn tiếp tục. Thì khi mà tiếp tục trên đây thì toàn bộ dữ liệu từ máy cũ này sẽ chuyển qua máy mới này ha. Đó, các bạn nhìn thấy trên đây chưa? Một cái máy mà được coi là dữ liệu toàn bộ trên đây. Thấy chưa? Đó. Chúng ta sẽ đưa ra dữ liệu toàn bộ trên đây hết. Thì ở đây các bạn nhìn thấy là coi như là đang đăng nhập về như là Facebook nè, Zalo nè, định vị nè. Đó, mã khóa hay lao. Chứ rồi chúng ta có một mã khóa chúng ta nhập vào. Đây là chúng ta thử nhập vào. Các bạn nhập cái mã khóa iCloud này của trên một cái máy trên đây. Đó, biến thành một iPhone mới của bạn. Chúng ta chọn tiếp tục. Đó, thấy chưa? Thì lúc này nó hỏi là mở định vị lên đâu. Nếu chúng ta mở định vị, chúng ta bật định vị lên luôn. Còn không có thì chúng ta khỏi định vị ha. Các bạn sẽ lưu ý, tiếp tục luôn. Cái này là có hay không nè. Ví dụ như chúng ta có thẻ Visa, Zalo Pay, chúng ta sẽ đưa vào trong. Còn không có thì chúng ta im. Chế độ im lặng. Thấy chưa? Thì đây là coi như là chúng ta nhìn thấy là các nút tác vụ trợ của trên iPhone này nó sẽ đưa ra và hướng dẫn trên đây cho chúng ta xem. Về cơ bản một dòng máy này, đó, điều khiển camera nè, tiếp tục luôn, kể đi. Đó là vị trí về như là những cái giới thiệu của iPhone và chúng ta sẽ nhìn thấy. Rồi, bỏ qua bước này. Đây, đây là toàn bộ dữ liệu từ
toàn bộ dữ liệu từ chuyển máy cũ và sang một máy mới. Trên đây chúng ta sẽ nhìn thấy đây ha, thấy chưa? Thì cơ bản giữa hai dòng máy này tương đồng, có thể là giống nhau, giống nhau gần như là giống nhau hết luôn các bạn. Lý do là các bạn sẽ nhìn thấy chỉ khác nhau một cái là vị trí về như là về màn hình. Một phiên bản là 6,7 inch và một phiên bản này sẽ là 6.9 inch thôi. Đó, to hơn chút xíu. Và cái thứ hai là bên đây nó sẽ có một cái nút điều khiển về camera nè. Đó, chụp quay phim nằm ở đây. Còn nếu mà bên đây thì nó sẽ có không có nè. Các bạn nhìn thấy chưa? Rồi. Thì đây là những cái về như là dữ liệu đang chuyển từ bên máy cũ và là sang máy mới. Ở đây. Và cũng giống như là đang thực tế khi mà quay lên như thế này để mời cả nhà chúng ta xem cách chuyển như thế nào, chuyển làm sao. Đó, và sau đó là chúng ta sẽ đưa ra nếu như các bạn có đưa ra về như là chúng ta cần một cái máy chúng ta mua và chúng ta có thể sang dữ liệu làm theo cách của bên của Nhất Vlog là chúng ta sẽ làm được ha. Thì thay mặt clip này cũng cảm ơn quý khách rất là nhiều đã tin tưởng ghé và là ủng hộ bên shop. Thì đây là trường hợp là khách mà có ở đây là chúng ta nhìn thấy nè. Đó, có những khách đang ghé ở đây. Đây thưa các bạn, hai màu đây. Đây là một màu là màu titan trắng, còn đây là một màu là titan vàng sa mạc. Thấy chưa? Đây. Đó, sa mạc đây. Đang chuyển dữ liệu, mình sẽ vừa chuyển và cũng đang vừa là để mở lên để cả nhà chúng ta xem. Thấy chưa? Cơ bản một máy như thế này. Đó. Thì ở đây đang chuyển về dữ liệu nè. Mời cả nhà chúng ta sẽ nhìn thêm ha. Ở clip mình cũng xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip. Xin chào. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại chúng ta những clip tiếp theo. Chúng ta làm theo cách hướng dẫn như này là chúng ta biết cách chuyển dữ liệu như thế nào nha. Xin cảm ơn cả nhà.